Chào các bạn và các em đánh chim đêm ha. Hôm nay theo nhu cầu của một số anh em, nhà mình nói và hướng dẫn cách chỉnh máy thẻ các bạn. Đây sản dịp có một cái máy, mình đang gáp một cái máy CT. CT thì một thẻ nhớ nó sẽ ra hai kênh các bạn. Cái máy này thì bát chép chỉnh chung, chung nhưng được tách rời hai dế nha các bạn, bị gì chạy volume đôi. Cái mạch này thì khác với cái mạch mono nha các bạn. Mono thì mình vẽ nó mạch chiếc, còn cái mạch này CT mình sẽ vẽ mạch đôi để chạy volume đôi. Mạch thì mình gia công nhà toàn bộ như các bạn. Cái máy này thì cũng không khác gì cái máy những dòng máy kia. Cái máy này là máy số 2 nha các bạn. Hôm nay mình sẽ mở nắp ra cho các anh em khám phá nội thất bên trong ha. Nó cũng giống như cái Son 2 63288 nha các bạn, nhưng nó công suất nó lớn hơn và tiếng nó đục hơn, với nó có thêm một cái nút để chỉnh, mình chỉnh nghiêng loa. Đôi khi cái mình cần cái loa bên nào lớn hoặc là loa bên nào nhỏ đó, mình có thể dặn cái volume này. Còn bát chép thì nó rất rõ ràng nha các bạn, chạy thì chạy 2 IC công suất ha, chứ không phải một con. Dắt cắm ra lo đây, hai bên này một dế và hai bên đây một dế. Đây là dắt cắm cộng trừ, công tắc thì bên hông nha các bạn. Cái máy này thì mình đánh con gì cũng được hết, một máy hai lo nha các bạn. Nhưng mà đôi khi mình đánh một máy này một lo cũng được, mình đánh một dế. Để mình test máy nha các bạn. Bắt chép thì gõ gà nha các bạn. Là con cò cuốc hai dế, mình có thể cho con này kêu hoặc là kêu nhỏ. Mình chỉnh bát chép thì chung, lớn nhỏ thì chung, nhưng mình có thêm cái nút này để mình chỉnh nghiêng loa các bạn, hoặc là mình hãm mà của cái dế đó là bỏ đi, mình không cần. Thật sự giờ hai con, nhưng mình hãm bớt con đây, hai con kêu. Đầu độc thẻ thì nó giống nhau nha các bạn, mình gáp lên thì nó giống nhau. Hầu như những cái file MP3 thì đều đọc được hết, trừ trường hợp là cái file mình ghi âm nha các bạn. Mình ghi âm mình chưa chuyển đổi đuôi thì nó không đọc được.
cái hộp máy số 2 này thì nó cũng như, giống như cái hộp máy số 1 thôi, nhưng mà nó gắp cái cứng đồ hơn nha các bạn. Mình gắp xong rồi mình phun xịt một cái lớp để chống ẩm nha các bạn và chống bị rỉ. Cũng có thể mình phun màu xanh, mà này mình thích phun trong, màu trong chắc để mình dễ nhìn thấy mặt mạnh hơn. Bên mình thì có rất nhiều dòng máy thẻ, máy băng. Anh em nào có cần á thì cứ alo trực tiếp mình. Số điện thoại thì mình để dưới miêu tả của video đó các bạn. Hoặc là có anh em nào cần tiếng á, tiếng thì mình sẽ gửi tặng qua Zalo ha. Còn nâng cấp máy băng, máy thẻ hoặc sửa chữa gì đó, alo trực tiếp mình. Cái dòng máy son thì các bạn đánh quất và chích được, nhưng đánh gà thì nó hơi yếu, bởi vì tiếng nó hơi trong. Còn này mình làm cái máy này mình gắp tiếng nó đục các bạn. Các bạn cũng có thể mình lấy tiếng ở trên mạng á để mình lắp vô đánh dẫn đi ha. Rồi, đôi lời mình chia sẻ với anh em ha. Mình cũng không có thời gian nhiều các bạn. Mình làm suốt ha. Anh em nào cần gì cứ liên lạc lại với mình ha. Thân ái chào anh em ha.